Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 1 trên 6 của bài 15. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Thứ nhất, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái bản từ. Từ thứ nhất, chúng ta có từ phải. Phải, âm hán Việt là bài, vẫn còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt của mình. Ví dụ như là bài trừ, nè bài xích, nè bài tiết, nè an bài, nè vân vân và trong tiếng hán hiện đại thì từ phải này có nghĩa là dãy hoặc là hàng à, Có thể dùng cho bàn ghế cũng được, dùng cho người cũng được Xin mời mọi người chúng ta xem cái ví dụ bên dưới Trao piên lì ta chén phải <laughs> sư sĩ à Trao piên là cái bức ảnh, trao lì là trong bức ảnh Trao piên lì ta chén phải cái hàng đầu hoặc là cái hàng ở phía trước trong bức ảnh sư sĩ à là ai vậy hoặc là là những ai vậy sư hòa dễ dê này nay sư dê này nay là ông bà nội tôi khâu phải nó khâu phải nó còn cái dãy phía sau sư hòa hở mê mê sư hở mê mê và cũng từ ngay chỗ cái từ phải này chúng ta thêm một cái từ xỉu vào nữa à, chúng ta có một cái từ phải xỉu phái chiếu là bóng truyền bóng truyền động từ dành cho cái từ phái chiếu này là tà như vậy chơi bóng truyền sẽ gọi là tà phải xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha trong phiên lì ta chén sư sĩ à nài Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ hai. Từ thứ hai là từ how. How âm ấn việc là chữ hiệu à, vẫn còn dùng. Ví dụ như ký hiệu nó cũng dùng cái từ hiệu này hay là hiệu mã cũng dùng chữ hiệu này. Từ này có vài nghĩa. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu với cái nghĩa là cái số. How là số. Ví dụ số 10 là sữa how. Số 15 là sửa ủ how. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin quên, nì giá truyền quên nhìn cha trai nợ xin hỏi nhà bạn ở đâu nhà bạn ở đâu? của cha trai Trần xin Đạo lù Trần Hưng Đạo là Trần Hưng Đạo của cha trai Trần xin Đạo lù nhà tôi ở đường Trần Hưng Đạo. To sở hao to sở hao là số bao nhiêu to sở là bao nhiêu to sở hao là số bao nhiêu tức là số mấy? 12号, 12号, số 12 số 12 số 12 Nì kênh phu mù tru dây y chi má Bạn có sống chung với bố mẹ không? A kênh B tru dây y chi, Tức là A sống chung với B Nì kênh phu mù tru dây y chi má Bạn có sống chung với bố mẹ không? Bù Không Wò phu mụ trui dây mày của phu mù tru dây mày của Bố mẹ tôi sống ở Mỹ Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Xin quên Nì giá dây 我家在诚心东路，多少号？十二号。你跟父母住在一起吗？不，我父母住在美国。Cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu cái nghĩa thứ hai của từ how này có nghĩa là ngày ở trong tháng. Ví dụ như ngày 1 sẽ nói là y hào Ngày 2 là ơ er hào Ngày 3 là san ho Ngày 15 là sử vụ hào Và tối đa là ngày 31 là san sử y hào Ví dụ hôm nay ngày 31 Chính thiên san sử ý hào Chúng ta xem các ví dụ bên dưới Chính quân chính thiên chỉ hào Chính quân chính thiên chỉ hào Xin hỏi hôm nay là ngày mấy Chỉ ho là ngày mấy Chính thiên 25 er hào Chính thiên 25 er hào

Hôm đó bạn có thời gian không? Wo chính nỉ chi sư phan. Wo chính nỉ chi sư phan. Tôi mời bạn đi dùng cơm hoặc là đi ăn cơm. Họ na thiên của Mỹ sư. Họ na thiên của Mỹ Được, ngày hôm đó tôi không có việc gì, tức là hàm nghĩa là tôi có rảnh. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Xin quên, chín thiên chỉ ho. Chín thiên 25 ho.

nghĩa thứ ba của nó có nghĩa là cái cỡ hoặc là cái sai cái size lớn hoặc là cái size nhỏ ví dụ thế cỡ lớn hoặc là cỡ nhỏ chúng ta xem ví dụ bên dưới trời trên di phu tờ giang khan trời trên phu tờ giang giờ giang giờ là kiểu dáng như vậy là kiểu dáng của cái bộ trang phục này hay là bộ quần áo này hỉnh hò khan rất đẹp kiểu dáng của bộ trang phục này rất đẹp sư ma sư ma thật không hoặc là đúng không? Sư ta, đúng vậy. Nì chai nở mài ta. ta. Bạn mua ở đâu vậy? Trong tiếng Hoa thì phải hỏi cái nơi trước. Nì nở rồi mới mài ta. ở y phu tiên ta. Wo y phu tiên ta. Y phu là quần áo. Y phu là cửa hàng quần áo. Tôi mua ở cửa hàng quần áo. Sư ta hao mà. ta hao mà. Ta ho là cái sai lớn hoặc là cỡ lớn Là cái sai lớn phải không? Bố sơ, sư trung ho, Bố sơ, sư trung ho Không phải là sai vừa thôi Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Trời <laughs> trên dí phu tờ giang tờ khan Sư ma Sư tờ Nì mải tờ 我在衣服店买的是大号吗? trung 是中号 Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ ba đó là từ zuo Từ này chúng ta gặp ở một hai bài đầu rồi Nhưng bây giờ nó xuất hiện chính thức trong bài Thì chúng ta cũng học luôn, coi như là ôm lại Zuo âm việc là tọa, tọa có nghĩa là ngồi thôi À, nghĩa thứ nhất là ngồi nghĩa thứ hai là đi mình đi các cái phương tiện như là máy bay nè, à, tàu thủy tàu hỏa xe hơi những cái thứ mà mình lên mình ngồi thôi còn ví dụ như xe đạp xe gắn máy hay là ngựa hay là trâu bò thì chúng ta sẽ có một cái từ chỉ chỉ là cưỡi à, chỉ là cưỡi chúng ta xem các ví dụ bên dưới nha à, xin chào ông tạ mời vào mời ngồi Xe là họ tả. Xe xe, Quảng chiến lý trai mà. Xe xe, quản chiến lý trai mà. Cảm ơn. À, giám đốc Vương có ở đây không? Trai tức là trai trai ở có ở đây không? Trai, nín tầng ý xe. Trai, nín tầng ý xe. Tiếng Việt mình nói là có, nhưng trong tiếng Hoa không có dùng cái chữ dộ ngay chỗ này. Mà phải nói là trai. À, xin vui lòng chờ một chút. À, nín tầng ý xe. Chúng ta có một ví dụ nữa. Mình thiên, ní chẩm hở Ngày mai anh đi Hà Nội bằng phương tiện gì Chẩm mơ chư là đi bằng cách nào Tôi đi bằng máy bay Tức là tôi ngồi máy bay đi á từ đây chúng ta mở rộng, từ hữu nay chúng ta cũng gặp nhiều lần rồi, vẫn nhắc lại để nhớ. À, hữu nay là Hà Nội. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. 谢先生，请进，请坐。谢谢。王经理在吗？在，您等一下。明天你怎么去河内？我坐飞机去。 Cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu à, từ thứ tư là từ summer. À. Từ này mình cũng có nhắc mấy lần cho các bạn ở trong những bài trước á. Nhưng mà bây giờ nó xuất hiện chính thức ở bài thì vẫn nhắc lại. Summer à, đứng trước các cái động từ dùng để hỏi cái cách thức hoặc là cái phương tiện để thực hiện. Ví dụ summer chi. À, đi như thế nào? Đi làm sao? Summer à, lại. À, summer lại là đến bằng cách nào? Chúng ta xem ví dụ bên dưới.

bạn vui lòng viết chậm một chút nha man là chậm man man là thật chậm Chính đi man manh sẽ bạn vui lòng viết thật chậm nhé họ chúng ta có một đoạn nữa xa của suy hở này xa cơ là tháng sau của Minh suy hở này chúng ta đi Hà Nội bằng cách nào hoặc là bằng phương tiện gì của Minh chu củaến của chúng ta đi bằng xe lửa uh, tức là ngồi xe lửa đi, đi tàu, hỏa xe man vô lê, ngồi xe lửa nó vừa chậm mà nó vừa mệt nữa, man là chậm, vô man vô lê, vừa chậm mà vừa mệt nữa. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào, xin quên chưa có hanh chưa, chồng có

ba điện là ní chờ mơ bú chi sang bán nà. Chí tiên sang ngủ, wó yếu sư, bú sang bán. Wó trí đó là, ní yáu chú chí chàng chế phụ mũ. Kế tiếp nữa, từ thứ năm chúng ta có từ trên, từ trên âm hán Việt là chữ chân, có nghĩa là thật thật là ví dụ như trên lợn là thật là lạnh trên rơ thật là nóng à, trên có nghĩa là thật mình hay nói chân thật cái chân là thật thật là chân thôi chúng ta xem cái nghĩa của nó nè thật hoặc là, là. <laughs> <đó> là thật là chín thiên thiên trên rơ chín thiên thiên trên rơ hôm nay thời tiết thật là nóng hôm nay thời tiết thật là nóng sư à là sư thái rơ là đúng rồi nóng quá đi thái là quá hoặc là lắm thái rơ là nóng quá đi của mình suy ba ba chúng ta đi bơi đi của mình ba của dầu là hôm nay tôi có việc rồi của là bạn có việc gì vậy Họa phu mụ giao họa thầy dễ giao bố mẹ tôi muốn tôi, hoặc là yêu cầu tôi cũng được, kêu tôi cũng được. Thầy tham anh suy khan dễ Đưa ông bà đi thăm ông nội. Thầy là đưa và mình cùng đi, cùng làm một cái việc gì đó. Thầy tham anh sư khan dễ dè. Đưa ông bà đi thăm ông nội. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin thiên thiên si trên rơ

chỉ quay âm việc Việt là kỳ quái thì nó sẽ có nghĩa là lạ hoặc là kỳ lạ. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Xeo quảng trước cơ rễn hình chỉ quái Xeo quảng trước cơ rễn hình xỉ quay. À, quảng trước cơ rễn có nghĩa là cái con người của thằng xeo quảng. hoặc là con người của xeo quảng. Cái thằng xeo quảng cũng được. Hình xỉ quay là rất là kỳ lạ. Tha chẳng Tha bạn ấy thế nào? Bạn ấy sao vậy? Thái chấm ấy à? Chỗ thiên thái cân của số 3 tiền lại. Chỗ thiên thái cân của số 3 tiền lại. Hôm qua bạn ấy nói với tôi là 8 giờ đến. Hôm qua nó nói với tôi là 8 giờ đến. Này khán, xin chạy chỉ tiền lắm. Này khán, xin chạy chỉ tiền lắm. Bạn xem bây giờ mấy giờ rồi? Có nghĩa là nó bị trễ quá rồi đó. Này chấm kể cơ tiên hoa. Ní kề thá tả cơ tiên hoa đây là bằng với Quê sấm mơ, có nghĩa là tại sao Tại sao bạn không gọi một cuộc điện thoại Cho bạn ấy, hoặc là tại sao bạn không gọi Điện thoại cho bạn ấy Thá quan, quan chi là Quan là là tắt, quan mẫn là đóng cửa Quan tấn là tắt đèn Quan chi là tắt máy à, Ta sẽ hiểu là tắt điện thoại Di động đó, thá quan chi là Bạn ấy tắt điện thoại rồi Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè 小王这个人很奇怪，他怎么呀？昨天他跟我说八点来，你看现在几点了？你怎么不给他打个电话？他关机了。 Đến đây mình xin kết thúc phần 1 trên 6 của bài 15. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Xin chào.